Còn Huy xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Nghề. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ năm cách tuần trên kênh HTV1 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, con Huy đang rất thắc mắc rằng không biết rằng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay có ai là đam mê về lĩnh vực khách sạn nhà hàng hay không ạ? Bởi vì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật khách mời. Anh là người đã khởi nghiệp cùng với lĩnh vực khách sạn, nhưng mà có một điều đặc biệt rằng là khách sạn của anh rất đặc biệt. Tại sao con Huy nói như vậy? Thôi thì bây giờ để trước khi chúng ta đến gặp gỡ cùng với nhân vật này, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn phim ngắn mà chúng tôi thực hiện để xem coi là cái sự đặc biệt về cái mô hình kinh doanh khách sạn này của anh là gì quý vị nha. Xin mời ạ. Lĩnh vực khách sạn đang và sẽ là một trong những ngành nghề nhiều triển vọng tại Việt Nam. Khi khách du lịch ngày càng tăng, việc phát triển hệ thống các khách sạn có chất lượng dịch vụ tốt trở thành yếu tố quan trọng thu hút và giữ chân khách du lịch. Theo thống kê, số lượng khách sạn dự kiến sẽ tăng mạnh trong những năm tới, có thể đạt đến con số 10% mỗi năm. Sự tăng trưởng đáng kể này gắn liền với tiềm năng lớn về cơ hội việc làm trong ngành quản trị nhà hàng khách sạn, nhất là với những ai muốn khởi nghiệp với công việc thú vị nhưng cũng đầy thử thách này. Có nhiều yếu tố để kinh doanh khách sạn hiệu quả, có thể kể đến như điều kiện cơ sở vật chất, bao gồm chất lượng phòng, các tiện nghi có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của khách, công tác tổ chức nhân sự trong các bộ phận phục vụ khách thuê phòng, phần mềm quản lý khách sạn. Bên cạnh đó là những chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng trong một số dịp đặc biệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh như hiện nay, để có thể thành công trong lĩnh vực khách sạn, cần có những bí quyết gì, cũng như những kỹ năng nào là quan trọng để có thể phục vụ khách hàng tốt nhất. Đó thật sự là một trong những điều được quan tâm, nhất là với những ai yêu thích và muốn theo đuổi lĩnh vực này. Lĩnh vực kinh doanh khách sạn thời gian gần đây có sự thay đổi nhiều về cách thức. Ngoài mô hình khách sạn truyền thống, nhiều doanh nhân táo bạo hơn trong việc thay đổi phong cách phục vụ. Kinh doanh khách sạn tình yêu cũng là một trong số những thay đổi mới mẻ đó. Dù còn khá mới, nhưng hình thức khách sạn này cũng đã được nhiều người đón nhận. Thế nhưng, việc kinh doanh các mô hình khách sạn lãng mạn dành cho các cặp đôi luôn gặp phải những thử thách nhất định. Và đó là những thử thách gì? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ doanh nhân Võ Mạnh Khang, một trong những người đã mạnh dạn tiên phong trong ý tưởng kinh doanh này, để lắng nghe những chia sẻ của anh về công việc kinh doanh khách sạn tình yêu nói riêng và những bí quyết để có thể thành công trong lĩnh vực quản trị khách sạn nói chung. Vâng ạ, đó chính là nhân vật khách mời sẽ cùng trò chuyện với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ anh quý vị nhé. Xin được giới thiệu, đó chính là anh Võ Mạnh Khang, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn Thần Tình Yêu. Dạ, xin gửi lời chào đến anh Khang. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã nhận lời tham dự với chương trình. Hồi nãy thì em có giới thiệu với tất cả quý vị khán giả về một cái mô hình khách sạn rất là đặc biệt, khách sạn tình yêu. Thì bây giờ em muốn hỏi liền với anh Khang, ý tưởng từ đâu mà anh là quyết định khởi nghiệp với cái mô hình khách sạn này? Sau khi Khang đi du học ở Mỹ về thì cũng có dành một cái thời gian để cho mình nghỉ ngơi và đi du lịch. Thì khi mà Khang qua Đài Loan thì gặp một người bạn mà đừng học chung Khang với Mỹ á, thì cũng trong lúc ngồi ăn uống thì mọi người nói chuyện với nhau thì bạn cũng giới thiệu một cái mô hình mới ở Đài Loan. Thì đó là cái mô hình khách sạn tình yêu. Lúc đầu mình cũng nghe rất là lạ, nhưng mà sau khi nghiên cứu thì thấy mô hình này cũng đang rất phát triển ở bên Trung Quốc và cũng đã phát triển rất là lâu đời ở Nhật Bản. Thì cảm nghĩ cái cũng là một Việt Nam cũng là một nước châu Á và cũng có nền gọi là kinh tế và văn hóa cũng tựa tựa như những cái nước như là Đài Loan, Trung Quốc, thì ở Việt Nam chưa có mô hình này, tại sao mình không làm? Thì lúc đó thì thật sự thì Khang cũng bằng, Khang học thì là bằng về kỹ sư hóa, cũng không có tí kinh nghiệm về lĩnh vực khách sạn hết, nhưng mà cũng một số người bạn cũng có kinh nghiệm trong khách sạn thì nghĩ là thì người ta làm được thì mình cũng làm được thôi. Thì bắt đầu nghiên cứu và bắt đầu ý tưởng xuất phát từ mô hình khách sạn tình yêu, bắt đầu từ đó. Anh sang Mỹ lúc đó là anh đi học hả? Hay là như thế nào? Anh đi du học ở Mỹ. Khoảng bao nhiêu lâu? Anh học khoảng 6 năm ở Mỹ. Và ngành học của mình là liên quan tới hóa? Anh học về kỹ sư hóa, chemical engineer. Và không có tí liên quan gì với tới ngành khách sạn cả. Thì nói chung là nghề cũng chọn mình. Xong rồi cái cơ duyên mình đi du lịch, rồi gặp bạn bè, thế là bắt đầu khởi nguồn cái ý tưởng để bắt đầu làm mô hình khách sạn tình yêu. Em hỏi chút xíu, nếu mà cái tên tiếng Anh của khách sạn của mình là Cubic Hotel, dạ,
Phải chăng là bởi vì mô hình khách sạn tình yêu trên anh chọn cái tên là như vậy, hay là nó đằng sau đó còn có câu chuyện nào khác? Cũng có thể nó là như vậy. Thì là Cupid có là một cái tên của một cái vị thần tình yêu của Hy Lạp, và với cái mong muốn là cái khách sạn của mình sẽ đem tới cái sự gọi là tình yêu thăng hoa cho tất cả các cặp đôi, thì Khang lấy cái tên của khách sạn là Cupid để mọi người có thể tưởng tượng và cái liên tưởng tới những cái dịch vụ và những cái khách sạn có thể đem lại cho các khách hàng. Dạ. Để mà mình có thể tạo được sự khác biệt đối với các khách sạn khác á, thì Huy nghĩ rằng là cái mô hình của mình nó đã độc đáo rồi, mô hình khách sạn tình yêu. Nhưng mà em cũng nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta thiết kế phòng ốc nè, cũng như là cơ sở vật chất, trang thiết bị, thì nó cũng là một trong những cái điều để tạo được cái điểm nhấn và ấn tượng đối với khách hàng khi đến với cái mô hình khách sạn của mình. Vậy thì anh đã mất cái thời gian khoảng bao nhiêu lâu và cái sự chuẩn bị nó như thế nào? Trước tiên là về trước tiên khi sau khi về từ Đài Loan về thì việc đầu tiên là Khang phải kiếm mặt bằng. Thì tại vì thực sự trong tất cả cũng như các mô hình kinh doanh khác, vị trí là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng gọi là dẫn tới thành công của cái mô hình hay không. Thì Khang kiếm khoảng 4 tới 5 tháng mới kiếm được cái mặt bằng gọi là hoàn hảo và ưng ý. Đối với Khang, cái mặt bằng hoàn hảo là sao? Hoàn hảo là Khang thứ nhất là phải vị trí là đẹp, cái thứ hai giá thuê phải tốt, cái thứ ba là chủ nhà là phải là người có thể gọi là đàng hoàng, không có phải là lộn xộn về tăng giá rồi những khó dễ, và thứ tư là phải xung quanh khu vực đó phải có nhiều khách hàng tiềm năng. Đó là những cái mà yếu tố thực, bởi vậy Khang phải tốn rất là nhiều thời gian và phải đi lùng sục gọi là tất cả kiếm rồi coi những cái mặt bằng phải rất là nhiều tháng. Và cái thứ hai sau đó là tới với vấn đề về thiết kế, để chọn được một người thiết kế mà gọi là không phải gọi là ưng gọi là hợp ý mình á, thì cũng phải không phải là đơn giản. Thì tại vì có nhiều nhà thiết kế cũng rất là đẹp, nhưng mà khi mà không có hợp ý mình á, thì khi những cái ý tưởng mình nói ra thì người ta cũng không có thể nào mà giống như là hiểu được cái ý tưởng đó. Thì Khang cũng phải kiếm được khoảng 4-5 đơn vị thiết kế, và cuối cùng cũng kiếm được một đơn vị thiết kế gọi là ưng ý với mình. Và sau đó về vấn đề tuyển dụng, rồi trước khi để vào khách sạn vào hoạt động thì cũng phải có cái công tác tuyển dụng. Thì cũng rất là may mắn thì Khang cũng có được một những cái kiếm được một những cái đội ngũ mà gọi là rất là tâm huyết và cũng là rất là gọi là sẵn sàng chiến đấu trong những lúc mà khó khăn nhất. Thì cũng không có đội ngũ đó thì thật sự cũng không Covid cũng không có thực thể có sự thành công ngày hôm nay. Và từ lúc mà tới kiếm mặt bằng cho tới lúc mà có thể khách sạn hoạt động và hoạt động hoàn chỉnh thì Khang nghĩ thời gian đó khoảng 8 tới 10 tháng để đưa Covid vào hoạt động hoàn chỉnh. 8 tới 10 tháng. Sau 8 tới 10 tháng thì chắc chắn rằng là chiến lược PR và marketing của mình phải là một trong những chiến lược mà mình rất quan tâm, chắc là quan tâm hàng đầu. Thế thì anh chia sẻ cho Quang Huy với tất cả quý vị khán giả biết rằng là làm sao để cho mọi người biết đến cái Cupid Hotel của mình nhiều hơn. Thứ nhất là khi mà mới bắt đầu á, thì Khang tập trung vào digital marketing và có các kênh mạng như là Facebook, rồi các forum online, về forum, những cái forum về khách sạn giờ, và sau đó về offline thì Khang có đánh vào các poster trong các nhà hàng, những cái chỗ bạn bè quen, cà phê, bạn nhà hàng và poster. Ngoài ra thì có để đánh những cái trên các forum về cái việc đi khách sạn, chọn khách sạn nào tốt, khách sạn rẻ như thế nào trên những cái offline đó. Đó là những cách mà Khang gọi là có thể marketing tới những cái khách hàng tiềm năng của mình. Đó là một quá trình mình đi từng bước một để có thể quảng bá cái thương hiệu Cupid Hotel của mình cho tất cả quý vị khách hàng, có thể là khách hàng tiềm năng hoặc là khách hàng đã từng biết đến cái thương hiệu của mình. Khi mà em nghe anh Khang nói là anh Khang là kỹ sư hóa, học kỹ sư hóa và chuyển qua làm cái công việc liên quan tới khách sạn như thế này á, thì Huy nghĩ rằng là chắc bản thân của anh Khang phải nghĩ rằng là lĩnh vực này có khá là nhiều tiềm năng, đúng không? Thì mình mới dám đầu tư. Bây giờ nếu mà để gọi ra những cái tiềm năng mà theo anh nghĩ rằng là anh có thể thành công với nó thì nó sẽ là tiềm năng như thế nào? Nói về tiềm năng thì về nhu cầu, cái Việt Nam mình hiện tại bây giờ nó cũng không còn phải gọi là một cái nước mà quá nghèo khổ chiến tranh như hồi xưa nữa. Và cái nhu cầu để thể hiện tình cảm và thể hiện cái sự lãng mạn của mình là một nhu cầu có thể là tất yếu trong cuộc sống. Khi mà mình yêu một người hay là mình có tình cảm với người đó thì cái nhu cầu để thể hiện cái tình cảm của mình trong một cái môi trường mà lãng mạn với những cái không gian như đèn cầy, nến,
thì Khang nghĩ là bên Việt Nam mình bây giờ đang nhu cầu rất là cần thiết cho tất cả mọi người. Và không có phải ai cũng có thể có đủ tài chánh để có một cái ngôi nhà riêng mà có thể mà ở riêng mà không. Ở Việt Nam mình đó, có rất là nhiều gia đình ở chung với nhau là 2 thế hệ, 3 thế hệ. Mà để có một cái không gian mà lãng mạn mà để có thể tổ chức sinh nhật cho người vợ mình hay là người yêu mình hay gì đó, thì nó cũng không phải là một cái để mà đơn giản để mình có thể một không gian ngồi nhà riêng hay là cái gì đó. Quý hiểu thì đánh vào cái tâm lý đó thì cái mô hình khách sạn tình yêu ra đời, để có thể có tạo một không gian riêng cho các mình có thể thể hiện tình yêu với mình, cái người mình yêu, với một không gian gọi riêng tư, lãng mạn, với đèn kệ nến. Quý cứ thử tưởng tượng nếu mà ở nhà mà mình đang có thể mình tổ chức một buổi tiệc sinh nhật với nến hoa lãng mạn cho người yêu, mà tự động ba mẹ về hay là con cái chạy lồng vòng xung quanh thì cái không khí nó không còn là lãng mạn nữa. Thì với mục đích đó thì Cubic muốn ra đời để tạo một cho những nhu cầu, cho những đáp ứng được cái nhu cầu để thể hiện cái sự lãng mạn của mình với người mình yêu. Thì đó là một trong những cái Khang nghĩ là tiềm năng của khách sạn, và nó sẽ vì tất cả mọi người đang cần cái nhu cầu đó. Nghe anh chia sẻ như vậy thì thấy là mình đã tìm hiểu rất là kỹ về thị trường đó chứ. Nên mình mới đầu tư, và cái sự chia sẻ của mình nó cũng rất là chắc chắn. Tính đến thời điểm hiện tại thì là cỡ bao nhiêu lâu rồi mình đã đồng hành cùng với cái lĩnh vực này? Anh đồng hành cùng với lĩnh vực này cũng được gần 3 năm rồi. 3 năm. Và chắc chắn rằng là trong khoảng thời gian 3 năm đó thì hồi nãy anh Khang đã chia sẻ với Huy và tất cả quý vị khán giả về những cái khó khăn lúc mình bắt đầu rồi. Nhưng bây giờ thì em muốn nghe thêm là khó khăn trong lúc mình thực hiện nó sẽ như thế nào. Với lại có một điều nữa, dĩ nhiên là có khó khăn thì sẽ phải có những cái thuận lợi chứ. Chứ làm sao mà khó khăn không hết được, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì bây giờ kể ra thuận lợi thì nó sẽ là gì nữa ạ? Khó khăn thì nói trước về, thứ nhất là tại vì Huy cũng biết là Khang cũng không phải là người về học về cái ngành lĩnh vực khách sạn. Và cũng lúc khi bắt đầu làm thì cũng không chưa có một tí gọi là cái kinh nghiệm gì hết. Nhưng mà thực sự may mắn là lúc đó có thời điểm về nhân sự, về quy trình thì Khang cũng rất là gặp nhiều rất là nhiều khó khăn về vấn đề quản lý này nọ. Nhưng thì cũng Khang nói cũng đó là cũng một cái may mắn của Khang. Khang kiếm được một cái đội ngũ đi cùng mình rất là tâm huyết và rất là gọi là sẵn sàng chiến đấu. Và trong những lúc mà có thể có một thời điểm hay nhớ là trước Tết, tình hình nhân sự về tổ phòng cực kỳ gọi là Khang đang rất là thiếu. Về những, nhưng mà trong thời điểm đó thì những các bạn còn lại á, sẵn sàng tăng ca và sẵn sàng khi các bạn lễ tân cũng sẵn sàng nhảy vào dọn phòng, và những bạn mà về bell cũng vậy, cũng sẵn sàng nhảy vô phòng. Thì những thời điểm khó khăn đó thì mình mới biết được những người thực sự mà gọi là sẵn sàng chiến đấu cùng mình. Và cũng đó, cái đó cũng nghĩ có đó một cái khó khăn và cũng đó một cái thuận lợi để mình kiếm được những người mà gọi là trong lúc hoạn nạn mà sẵn những người đó sẵn sàng chiến đấu cùng mình. Thì những người đó là những người có thể cùng mình đi theo đoạn đường dài hơn nữa. Đó. Và cũng may mắn trong lúc thời điểm đó thì Khang cũng có một cái người anh, một người cổ đông chung. Thì là một anh đó cũng có rất kinh nghiệm về khách sạn, cũng đã hướng dẫn Khang, chỉ dẫn Khang quy trình về như thế nào. Những người mà chỉ dẫn Khang thì cái đó là có những một trong những cái thuận lợi của Khang trong cái việc mà phát triển cái thương hiệu Cubic tới ngày hôm nay. Rõ ràng là quý vị khán giả cũng thấy rằng là để mà chúng ta có thể khởi nghiệp với bất cứ một lĩnh vực nào thì dĩ nhiên rằng riêng đối với cá nhân của mình có sự cố gắng thì mình cũng phải cần có những người ở đằng sau hỗ trợ mình, đúng không? Và giống như anh Khang chia sẻ thì mình cũng có một cái đội ngũ, những người phía sau đồng hành và trợ giúp mình những khi mà mình gặp những cái khó khăn nhất định. Bây giờ thì em muốn hỏi chút xíu về cái yếu tố cạnh tranh nha. Tại vì thật sự ra khi mà em nghe anh Khang chia sẻ về cái mô hình khách sạn tình yêu này thì trong những cái năm gần đây chúng ta thấy rằng là nó cũng đã có sự xuất hiện kha khá những cái mô hình khách sạn tình yêu như vậy. Có thể kể ra như là ở Quảng Ninh em thấy cũng có, là khu vực phía Bắc cũng có nè, Quảng Ninh, rồi chúng ta có Hải Phòng, rồi cũng có một số tỉnh ở khu vực miền Trung và phía Nam của chúng ta thì Bình Dương là gần thành phố Hồ Chí Minh nhất, thì cũng đã mọc lên khá là nhiều khách sạn với mô hình như vậy. Thì em nghĩ đây là một cái sự cạnh tranh rất là lớn đối với cái Cubic Hotel của mình. Vậy thì anh sẽ làm gì, anh phải làm gì để cho chúng ta trở nên khác biệt đối với những cái mô hình khách sạn khác, và mình nghĩ rằng là cái điều gì mình tự tin nhất khi nhắc đến Cubic Hotel của mình? Thì nói chung đối với Khang á, thì càng đông nhiều đối thủ cạnh tranh thì có nghĩa là mình đang đi đúng hướng. Tại vì hợp lý. Tại vì mình tất cả chắc chắn một điều, khi mà một mô hình nào đó thành công thì chắc chắn sẽ có người cạnh tranh.
Và cái cạnh tranh đó cũng như cái tạo được cái động lực cho mình để mình có thể mình phát triển hơn nữa, mình không thể dậm chân tại chỗ mà mình cũng có thể gọi là mà cái mình phải phát triển như thế nào để mình, mà mình thực sự là mình cũng có thể là một cái lợi thế của mình là mình người đi trước, thì mình cũng có được những cái lợi thế đó và mình phải biết làm sao để giữ vững và phát triển ngày càng hơn nữa. Thì đối với Khang có không thành vấn đề về đối thủ cạnh tranh, mà mình phải làm sao để mình vượt qua của chính mình nữa. Đó mới là sự thành công của một cái doanh nghiệp. Vậy thì anh Khang đã làm gì rồi? Thì nói chung về vấn đề về chất lượng thì lúc nào cũng phải giữ được cái chất lượng về phòng ốc. Cái thứ hai về chất lượng về dịch vụ. Và cái thứ ba là mình phải hoàn toàn update những cái mới, những cái mà đưa được những cái trải nghiệm mà cho khách hàng và hoàn toàn mới. Ví dụ như phòng ốc phải càng ngày càng đẹp hơn, chất lượng dịch vụ của khách sinh viên phải ngày càng phải tốt hơn. Đó là những cái mình phải đặt ra mục tiêu để cho khách sạn càng ngày càng phát triển hơn nữa và có thể là gọi là cạnh tranh với những đối thủ còn lại. Giống như anh Khang chia sẻ thì để mà mình tạo được ấn tượng tốt đối với khách hàng á, thì không chỉ là riêng về hệ thống phòng ốc nè, thiết kế hay là cơ sở vật chất, mà một trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng rất quan tâm đó là nhân sự. Tại vì đó sẽ là bộ mặt của Covid Hotel của mình. Đúng rồi. Vậy thì Quang Huy đang tò mò về việc mà anh tuyển dụng nhân sự nè, với lại cái việc đào tạo họ, đội ngũ nhân sự của mình thì sẽ như thế nào? Trước tiên về vấn đề về tuyển dụng, thì tuyển dụng trong cái ngành dịch vụ này thì mình phải tuyển dụng những người mà có những cái đam mê và những cái gọi là sẵn sàng hy sinh, gọi là cái tôi của mình. Nếu mà cái tôi của bạn quá lớn thì bạn không có thể nào Khang nghĩ là rất khó để phát triển và trong cái ngành dịch vụ này được, vì làm dịch vụ là làm dâu chăm họ mà. Thì đó, thì trong vấn đề mà tuyển dụng, Khang để sẵn tập trung vào những bạn mà có thể có những cái đam mê về khách sạn và sẵn sàng bỏ qua cái tôi của mình để có thể vì cái sự mà thành công của cái doanh nghiệp của khách sạn, thì các bạn có thể phải có đôi lúc cũng phải bỏ qua được cái tôi của mình. Vấn đề thứ hai về vấn đề về và mình cũng về vấn đề mà đó là tuyển dụng, về vấn đề về nhân sự, về mình phải làm sao để các bạn nhân viên ở dưới có thể cảm nhận được những cái văn hóa của khách sạn, có những cái gọi là tư tưởng mà mình, những cái ban quản lý, ban lãnh đạo truyền xuống. Thì Khang thực hiện bằng cách đó là Khang mỗi tuần thì Khang họp với lại các ban quản lý, và cái thứ và mỗi tháng thì Khang tập hợp tất cả các nhân viên lại, mình có một cuộc họp thì của tất cả các nhân viên trong khách sạn, toàn thể nhân viên khách sạn. Thì trong cuộc họp đó, thứ nhất là Khang giải quyết các vấn đề khó khăn của nhân viên trước. Thì tại vì chị Khang chỉ nghĩ đơn giản, thì mà mình làm hồi xưa mình đi làm cũng vậy, thì mình cảm thấy mình thoải mái, tất cả thắc mắc được giải quyết, thì mình mới có thể làm tốt được. Thì Khang lúc đó chỉ có cuộc họp, các bạn có thể đưa ra những cái ý kiến, đưa ra những cái thắc mắc, hoặc là những cái yêu cầu làm sao để trong công việc thì bạn có thể làm việc được tốt nhất. Thì Khang bên ban giám đốc phải sẽ suy xét và là giải quyết các vấn đề của các bạn. Cái thứ hai là trong cuộc họp đó là Khang sẽ về cái truyền cái tư tưởng, những cái văn hóa khách sạn để các bạn dựa trên cái văn hóa, cái quy trình đó mà các bạn để có thể phát triển những cái mà khi mà mình tiếp khách. Tại vì những người nhân viên là những người trực tiếp gọi là tiếp xúc với khách hàng, chứ thực sự là các ban quản lý cũng không phải là người mà phải sự thành công của cái ngành khách sạn cũng như nói riêng và ngành dịch vụ nói chung là yếu tố con người là cực kỳ quan trọng. Nếu ngay cả khi mà chiến lược mình đúng nhưng mà cái người thực hiện không làm được thì cũng chết. Thì nói chung là cái thứ hai là đó, thì Khang cũng muốn là trong cái vấn đề mà công chúng họp thì mình sẽ truyền những ý tưởng, nhưng mà các bạn là người thực hiện ý tưởng thì bạn dựa trên những cái văn hóa của khách sạn mà thực hiện cái ý tưởng đó. Và cái thứ ba là trong những cuộc họp đó thì có những đôi lúc cũng có những buổi training, thì mình truyền những cái gọi là những cái văn, những cái mà kinh nghiệm của trong cái xử lý tình huống như thế nào, truyền đạt trong tình huống này bạn sẽ xử lý ra sao, rồi đó là những cái mà trong cuộc họp thì Khang sẽ truyền lại các bạn trong những cái cuộc họp để các bạn có thể dựa trên những cái ý tưởng đó, những cái tư tưởng đó, văn hóa đó mà thực hiện trong cái khách sạn. Và cũng trong cái thì mình cũng giống như là trong cái văn hóa đó thì Khang cũng muốn các bạn biết là khách hàng chính là người trả tiền cho các bạn, chứ không phải là ban giám đốc hay là những cái chủ đầu tư gì nữa. Tại vì chính cái trong cái ngành dịch vụ này đôi lúc tiền tiếp, tiền này nọ nó còn kiếm, các bạn còn kiếm nhiều hơn cả tiền mà lương cứng nữa.
Và trong cái ngành khách sạn này thì mình phải làm gọi là hơn những gì khách sạn, nếu mà muốn thành công thì mình phải làm hơn những gì mà khách hàng mong đợi. Đó là những cái sự thành công của trong ngành dịch vụ. Và cái hai, ví dụ những cái nó tới với từ bằng những cái nhỏ nhặt thôi. Thí dụ mà anh nói là khi mà khách bước xuống thì bạn tự động, cái người đó bạn không cần hỏi tên, bạn cũng phải biết người đó tên là gì, sở thích người đó là làm cái gì, ở đâu, thích ăn cái gì. Đó là những cái mà mình có thể biết trước được trong vấn đề mà kinh nghiệm của cái khách sạn mình truyền nha. Anh này là như vậy nha. Mình phải, nhân viên mình phải truyền những cái thông tin đó để mình có thể, khi mà khách tới Huy hoặc là cái tụ tinh Huy hay này nọ là một cái danh từ đẹp nhất rồi đó, khi mà mình chào anh thì thà chào anh Huy thì nó lại nghe lại hay hơn rất là nhiều. Hoặc là một cái việc nhỏ nhặt như là khi mà bạn chỉ đường cho một người khách nào đó, có lúc mà bạn có thể nói anh quẹo trái quẹo phải, nhưng mà thay vì cái điều đó bạn có thể cầm một tờ giấy ra, bạn ngồi bạn vẽ cho người ta để chỉ ra, người ta rõ ràng hơn, người ta sẽ không bị lạc. Thì lúc đó cái tờ giấy đó là gọi là have a nice day hay cái gì đó, thì cái khách hàng đó cảm thấy là thân thiết, cảm thấy thì Khang nghĩ Khang cũng nói các bạn nhân viên hoài khi mà mình cũng nên coi cái khách hàng của mình là một người thân, như một người yêu vậy đó, mình phải chăm sóc như vậy á, thì người khách hàng đó thì sẽ, khi mà mình làm như vậy thì người khách hàng đó sẽ coi khách sạn mình làm như một ngôi nhà. Và khi đã coi là nhà thì người ta chắc chắn sẽ quay trở lại. Đó là một cái trong những cái Khang muốn như người nhân viên mình phải thực hiện được điều đó. Nếu mà nói là trong khoảng thời gian 3 năm vừa qua mình đồng hành cùng với việc là kinh doanh khách sạn như vậy, thì cái giá trị lớn nhất mà anh Khang tâm đắc khi mà mang đến cho khách hàng của mình là gì? Thứ nhất là Khang muốn đem tới những cái trải nghiệm thăng hoa trong tình yêu cho những cái khách hàng của mình. Vì thực sự là cái mà Khang muốn tới là không phải tới khách sạn, tới Covid là không phải chỉ lấy thuê một cái phòng để ngủ. Thực sự là Khang muốn ra đây là cái Khang bán là cái trải nghiệm trong khách sạn, với những cái trang thiết bị như là bồn jacuzzi trong phòng, phòng sông hơi, những cái smart TV, rồi những cái trải nghiệm mà có thể mà bạn không có thể trải nghiệm được ở nhà. Tại vì không phải ai cũng có thể có đủ gọi là khả năng về tài chính để có thể xem một cái bồn jacuzzi trong phòng, không có phải phòng sông hơi trong phòng. Thì đó là những cái mà Khang muốn đem tới cho khách hàng, đó là cái trải nghiệm. Chứ không phải đơn thuần bây giờ là một cái khách sạn để ngủ nữa, một cái phòng, một cái giường để ngủ nữa, mà là một cái trải nghiệm khi mà sử dụng các dịch vụ trong phòng. Đó là điều Khang đang muốn đem tới từ khách sạn Covid cho khách hàng. Làm dịch vụ thì trải nghiệm là một trong những cái yếu tố để cho chúng ta có thể níu chân được khách hàng và mời khách hàng quay trở lại với những cái dịch vụ chúng ta cung cấp. Đây là một cái điều mà em nghĩ rằng là anh đánh vào tâm lý khách hàng rất tốt. Vậy thì sau ngừng ấy thời gian mình đồng hành rồi, thì những cái bước đi tiếp theo của Covid Hotel sẽ là như thế nào? Em muốn nghe anh Khang chia sẻ thêm. Cái bước đi tiếp theo thì Khang cũng sẽ gọi là phát triển và gọi là nhân rộng cái mô hình của mình ra. Thì tạm thời Khang đang có hai cái chi nhánh, một cái chi nhánh ở quận Nhất và một cái chi nhánh ở khu Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Thì trong có thể năm tới, nếu mọi chuyện thuận lợi thì Khang cũng sẽ nhân ra tất cả những cái chi nhánh khác ở các quận khác để có thể tạo cái sự thuận lợi trong việc đi lại, ví dụ ở quận Gò Vấp hay quận 6, quận 5 hay cái gì đó. Thì Khang cũng muốn phát triển được cái mô hình của mình nhân rộng ra để mọi người có thể biết đến và sử dụng cái dịch vụ của tại khách sạn Covid. Cụ thể là nhân rộng thì mình sẽ nhân rộng cả bao nhiêu chi nhánh? Cái đó thì cũng chưa biết được, tùy theo về cái khả năng mà giống như là phát triển như thế nào, cũng phải nhờ vào thiên thời địa lợi nhân hòa nữa. Cảm ơn Khang rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi trong chương trình ngày hôm nay. Quang Huy thì cảm nhận được một điều rằng là chúng ta có thể là không xuất thân từ cái nghề mà chúng ta đang theo đuổi, đang làm việc, nhưng mà chỉ cần là chúng ta thấy được rằng lĩnh vực đó có tiềm năng, chúng ta tin và đặc biệt là có một cái đội ngũ hỗ trợ, những người tin tưởng mình ở phía sau lưng mình nữa, thì rất dễ để chúng ta có thể gắn bó được với công việc đó. Và Quang Huy thì ngày hôm nay lần đầu tiên gặp anh Khang thì cũng rất là hy vọng trong những năm tiếp theo đây thì mô hình khách sạn tình yêu của Cubic Hotel sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa, mình sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và sẽ có nhiều chi nhánh hơn nữa. Biết đâu ghé một quận thì sẽ có một chi nhánh thì sao, đúng không? Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay nhé. Ok, cảm ơn Huy rất nhiều. Dạ vâng. Vâng ạ, và kính thưa tất cả quý vị khán giả, vừa rồi đó chính là những chia sẻ của anh Võ Mạnh Khang, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn Thần Tình Yêu. Và Quang Huy cũng hy vọng rằng là với một nhân vật trải nghiệm liên quan đến lĩnh vực dịch vụ
khách sạn như thế này thì cũng một phần nào đó cho quý vị có thêm những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Tại vì nếu như ai đó đang quan tâm về lĩnh vực này thì chúng ta có thể mạnh dạn đi theo đuổi nó. Và dĩ nhiên là với những chia sẻ vừa rồi cũng là một trong những cái kim chỉ nam rất là thú vị và bổ ích dành cho quý vị. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện Nghề cũng đã hết rồi. Quang Huy rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình là vào lúc 19 giờ thứ năm cách tuần trên kênh HTV1 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Quang Huy và những người thực hiện chương trình xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại.